vị và các bạn thân mến, món bánh được làm từ bột và nướng trên những chiếc khuôn tròn nhỏ được làm ở đất nung vừa rồi, đó chính là món bánh căn, một món ăn rất là quen thuộc ở dãy đất miền Trung. Và những ai sống ở vùng đất Nam Trung Bộ thì sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc với món ăn rất đổi bình dị và gần gũi này, đúng không ạ? Rất nhiều người cho rằng món ăn này xuất hiện đầu tiên ở vùng đất Ninh Thuận và do người Chăm sáng tạo ra. Thế nhưng theo thời gian thì món bánh căn đã phát triển với nhiều loại nhân khác nhau và nhiều loại nước chấm khác nhau. Tuy nhiên, vị giòn tan và nóng hổi của vỏ bánh thì không bao giờ có thể thay đổi. Chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé! Muốn có bánh căn ngon, người ta thường dùng loại gạo hạt tròn, loại gạo địa phương mà phải là gạo cũ mới ngon. Ngâm bột chừng vài tiếng đồng hồ cho mềm gạo rồi đem đi xay. Khi đi xay bột, người ta thường trộn thêm một ít cơm nguội phơi khô. Đó là bí quyết để cho bánh được giòn. Khi pha bột, phải pha như thế nào để bột không được loãng quá, cũng không được đặc quá. Vì bột loãng sẽ cho ra lòi những cái bánh nhão nhẹt, còn đặc quá thì chắc chắn bánh sẽ bị khê trước khi chín. Điều đặc sắc của món bánh căn chính là chiếc lò đất nung, thân tròn, đáy bầu dục, gồm có phần mặt lò, khoét 10 lỗ tròn đều nhau, bên trên đặt 10 chiếc khuôn đất cạn đáy, có nắp đậy. Phần thân lò bên dưới chứa than hồng để nướng bánh. Quý vị và các bạn thân mến, không quá nhiều dầu mỡ như là món bánh khọ mà Khánh Ly thấy là món bánh căn này có một vị giòn rụm của cái phần vỏ bánh bên ngoài, tạo ra một nét đặc trưng của một món bánh căn Phan Rang. Và điểm đặc biệt là món bánh căn sẽ có rất là nhiều loại nhân bên trên và cùng với nhiều loại nước chấm khác nhau. Như chúng ta thấy thì bột cũng đã quậy sẵn rồi và lò cũng đã đỏ lửa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đổ bột vào khuôn nhé. Xin mời chị. Rồi. Trước tiên là mình phải lau chùi cái khuôn cho nó thì sạch, xong mình đổ bột vô. Như quý vị thấy thì món bánh căn này khác với lại món bánh khọt, đó chính là được làm chín một cách trực tiếp, cho nên là không có cái vị ngán ngẩm như là món bánh khọt, mà thay vào đó thì món bánh căn này có một cái vị giòn rụm ở cái phần vỏ bên ngoài, cho nên là càng ăn chúng ta càng cảm thấy ngon và không hề bị ngán tí nào. Khi mà mình vừa mới đổ bột vô là mình sẽ bỏ nhân vô liền luôn. Đúng rồi, nếu mình không bỏ nhân vô kịp thì cái bánh nó sẽ bị sượng, nó không chín kịp với lại nhân, nó sẽ bị dở. Mình có bao nhiêu loại nhân tất cả? Tổng cộng là 12 loại nhân. 12 loại nhân tất cả. Cái này là tôm nấm đông cô, còn cái này là cơm. Tôm không, còn cái này là nghêu. Cái này là bò. Bò. Cái này là thịt xay. Cái phần vỏ bánh là mình làm chủ yếu từ loại bột gì? Bột gạo, gạo nguyên chất xay ra. Mình có cả trứng cút với lại trứng gà đúng không? À, khi nãy thấy chị làm thì Khánh Ly cũng cảm thấy rất là thú vị và muốn tự tay mình đổ thử xem như thế nào. Rồi, mời chị. Khi mà mình đổ như vậy thì tại sao mình lại không đổ đầy mà mình chỉ đổ lưng thôi? Không, nếu mà chị đổ đầy quá thì mình bỏ nhân vô nó sẽ bị ấy, nó sẽ không ngon. Cái bánh dừa thôi, ăn nó sẽ ngon hơn. Như vậy là mình chỉ đổ ở khoảng lưng khuôn thôi đúng không? Đúng rồi. Sau khi đổ như vậy thì không biết là khi nào mình mới bắt đầu bỏ nhân vô ha? À, vừa đổ bột xong hết rồi mình mới bỏ nhân vô chị. À, bỏ nhân vô liền luôn. Thì là mình sẽ bỏ các loại nhân khác nhau. Bây giờ chị bỏ nguyên 8 cái tôm đi. Thì em bỏ 8 cái cút. Ủa, trứng là mình sẽ đổ đầy hay là mình đổ lưng hả chị? Dạ. Đổ lưng giống như vậy thôi chị, đừng có đổ đầy quá. Sau khi đổ như vậy thì khi nào mình mới bắt đầu mình lấy bánh ra? Có 7 phút đó chị. 7 phút là mình lấy bánh ra. Cái việc lấy bánh ra khỏi khuôn nó có khó không chị? Dạ, nó rất là dễ, tại tự nó tróc luôn chứ mình không có cần giống như cái dầu mỡ mà giống như bánh khọt mà phải tự cầm hết.
Quý vị thân mến, đây chính là chiếc muỗng cậy bánh. Và bây giờ Khánh Ly sẽ tiến hành cậy những chiếc bánh do mình vừa mới đổ xong. Quý vị chờ xem nhé. Rất là dễ, những chiếc bánh này cũng đã tróc ra rồi. Cho nên là quý vị sẽ thấy rằng Khánh Ly có thể lấy ra một cách rất là dễ dàng. Đây chính là những chiếc bánh tôm. Còn đây chính là những chiếc bánh trứng. Như quý vị và các bạn thấy thì những chiếc bánh trứng này có một cái độ xốp nhìn rất là đẹp đúng không nào? Quý vị thân mến, thực sự là khi mà để tay lên trên đây thì rất là nóng và Khánh Ly cảm thấy rất là khó khăn khi mà lấy những chiếc bánh này ra, nhưng mà cũng cố gắng xem sao. Như vậy là Khánh Ly đã lấy ra một chiếc bánh cuối cùng rồi. Như quý vị thấy đó, tuy là rất là nóng nhưng mà Khánh Ly cảm thấy rất vui khi mà tự tay mình có thể làm ra một dĩa bánh nhìn rất là ngon như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Khi mà lấy những chiếc bánh này ra rồi thì mình sẽ làm gì nữa? À, lấy xong rồi mình sẽ bỏ mỡ hành vô. À, như vậy thì chị có thể hướng dẫn Khánh Ly bỏ lên như thế nào không? Chị bỏ thêm muỗng nào, chị trát đều cái bánh ra hết cái gì. À, rồi như vậy là mình sẽ bỏ mỡ hành, sau đó mình sẽ bỏ bánh mì lên đúng không? Ừ, đúng rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong dĩa bánh của mình rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi chị. Quý vị thân mến, như vậy là tự tay Khánh Ly cũng có thể làm ra một dĩa bánh căn nhìn rất là hấp dẫn. Có hai loại nhân mà Khánh Ly rất thích, đó chính là nhân tôm và nhân trứng. À, và đặc biệt là quý vị sẽ thấy rằng món bánh này mới ra lò cho nên rất là thơm và vô cùng hấp dẫn. Bây giờ sẽ cùng thưởng thức ngay thôi. À, mà Khánh Ly nghĩ rằng vẫn còn thiếu một nguyên liệu rất là quan trọng mà không thể nào thiếu khi mà ăn kèm với lại món này, đó chính là nước chấm. Có thể nói không có loại bánh nào của miền Trung lại có nhiều loại nước chấm như bánh căn. Nước chấm của loại bánh này cũng khá đặc biệt, bao gồm nước mắm chua ngọt, nước mắm đậu phộng, nước mắm nêm và nước cá kho. Người sành ăn sẽ trộn vào tô của mình từ 3 đến thậm chí 4 loại nước chấm. Nghe qua thấy 4 loại này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng kỳ lạ thay khi kết hợp với nhau lại mang đến một loại vị mà dường như chỉ dành riêng cho bánh căn. Đậm đà, độc đáo, thơm hương vị biển. Chút béo ngậy của đậu phộng, chút mặn mà của nước cá kho, thả từng chiếc bánh vào tô nước chấm. Cắn một miếng bánh, đã thấy tất cả các vị ngon hòa quyện với nhau, thật khó cầm lòng để ngừng ăn. Quý vị thân mến, ngoài nước chấm thì bánh căn còn được ăn kèm với lại xoài xanh, rau sống, trứng luộc và cả xíu mại và nước cá nữa. Thật là một món ăn đa vị và đa sắc, không thể nào quên được đúng không ạ? Quý vị thân mến, theo Khánh Ly cảm nhận thấy rằng bánh căn khác với bánh khọt ở chỗ là được làm nóng trực tiếp từ lửa, cho nên là lớp vỏ ngoài rất là giòn. Khi ăn thì chúng ta cảm thấy không có ngán. Và bánh căn khi dọn ra, quý vị sẽ thấy là được xếp thành một cặp hoặc là để riêng lẻ ra. Và khi ăn thì mọi người thường hay bỏ cả cặp vào hoặc là bỏ từng cái. Sau đó thì sẽ chan các loại nước chấm vào nhau. Và bên cạnh đó thì sẽ làm cho cái phần nước chấm nó ngấm vào trong cái phần bánh căn, vừa ăn vừa hút nước, rất là ngon. Và điều cho Khánh Ly nghĩ rằng đây chính là một món ăn hấp dẫn rất nhiều thực khách, bởi vì có một cái độ mềm xốp ở trong cái phần nhân và cái độ giòn ở phần vỏ bánh bên ngoài, cộng thêm đó là cái béo của trứng nè, vị ngọt của tôm và vị giòn giòn của mực hòa quyện cùng với cay cay của nước chấm và cái chua chua của xoài nữa chứ, tạo ra một hương vị không thể nào quên được. Quý vị thân mến, bánh căn là một món ăn rất đổi bình dị, mộc mạc và dân dã.
Người ta có thể ăn bất kỳ buổi nào trong ngày, sáng, trưa, chiều, tối. Và quý vị có biết không, điều làm cho Khánh Ly nghĩ rằng món ăn này luôn luôn hấp dẫn rất nhiều thực khách đó chính là nhờ vào cái mềm, giòn tan và nóng hổi của chiếc bánh vừa mới ra lò, cộng thêm nhiều loại nhân bên trên và nhiều loại nước chấm khác nhau. Đối với những ai lần đầu tiên thưởng thức hương vị của món ăn này thì sẽ không thể nào quên được. Còn đối với những người con xa quê thì món ăn này sẽ là một nỗi nhớ khi người ta luôn nghĩ về những món ăn quê nhà. Xin cảm ơn quý vị đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một kỹ năng cuộc sống.